Đây, đồ thị để cho cái đồ thị y bằng f phẩy làm đường cong. Thì bây giờ là nó có một cái liên hệ giữa hàm h và hàm f đây. Nó hỏi hàm h thì đầu tiên là chúng ta phải tìm ra được f phẩy. Thì chúng ta sẽ đạo hàm cái hàm h để ra được f phẩy đây. Chúng ta sẽ có là h phẩy. Đấy, sẽ là bằng 2 lần f phẩy trừ x. Thế thì d nó có cái đường f phẩy rồi. Và đường cong bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cái đường x này. Thì cái đường x này chính là cái đường chéo này lên. Đó. Đấy, đi qua những điểm này. Thì thật ra là trên hình vẽ đề là sẽ thấy được ngay. Thông thường là nó sẽ có những cái điểm đặc biệt nó chấm hết cho em rồi. Thì chỉ cần nối lại là sẽ ra cái đường cần tìm này. Đây là đường y bằng x này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là giữa cái f phẩy và y bằng x nó tạo ra hai cái mền, hai cái hình có hai cái diện tích là S1 và S2, đây gạch dọc ở đây. Chúng ta sẽ xem nha, là S1 là gì? S1 chính là bằng tích phân từ trừ 2 đến 2. Rồi đường cong nằm trên nè, đường cong nè, trừ đây đường thẳng nè. Đó, không còn chuyển đối nha, tại vì cái này lấy trừ trên trừ dưới thì khỏi chuyển đối. Thế thì thằng này là có phải là bằng 1/2 của h phẩy không? Như ở trên. Đây. Thế thì nó sẽ là gì? 1/2 nguyên hàm của h phẩy là h. Chúng ta sẽ được là h2 trừ đi h âm 2. Đúng không? Thì mà diện tích lớn không mà. Nên chúng ta sẽ suy ra được là h2 lớn hơn h âm 2. Đó, một. Tiếp theo là đến S2. Đây, S2 là cái phần này nè. Phần nhỏ nhỏ này nè. Thế đây này, lúc này là đường thẳng. Nó sẽ nằm phía trên đường cong. Nên chúng ta sẽ có là tích phân từ 2 đến 4. Đường thẳng nè. Nằm phía trên đường cong nè. Đó. Vậy nó sẽ là bằng tích phân từ 2 đến 4. 1/2. Tuy nhiên cái này nó phải là trừ, đúng không? Trừ h phẩy. Đấy, thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ là bằng h 2 trừ đi h 4 phần 2. Đó. Diện tích này cũng lớn không? Cho nên chúng ta sẽ suy ra được là h 2 lớn hơn h 4. Như vậy thì từ 1 và 2 chúng ta sẽ có là H2 là to nhất. Nhưng mà H-2 với H4 thì chúng ta chưa biết. Thì chúng ta sẽ so sánh tiếp. Với thứ ba. Đây, ngay giữa hai cái hình đây. Thì cái hình S1 nó có diện tích to hơn cái hình S2. Thì chúng ta sẽ có được là S1 lớn hơn S2. Từ đó chúng ta sẽ có là 1/2 H2 trừ đi H2 sẽ lớn hơn 1/2 H2 trừ đi H4. Đó. Bỏ 1/2 đi, ta sẽ có là H2 trừ đi H2 lớn hơn H2 trừ đi H4. Hãy bỏ H2 đi, để trừ H2 trừ H4 và suy ra là H2 nhỏ hơn H4. Đây, từ 1, 2, 3 chúng ta sẽ suy ra được là H2 là lớn nhất nè, lớn hơn H4 là lớn nhì nè, cuối cùng là H2. Và đáp án chúng ta chọn là H2, H4, H2, câu C.